sinh cho sạch sẽ luôn. Quá nhớ không? Đổ đi có lóc nữa kìa. Đổ không tượng. Đổ đi, đổ đi. Đổ đi để em thôi cho em cái giang hồ thử nè. Lúc này chắc ổng cũng hết bơm nước nữa rồi. Vậy mình để cái đục của mình trên cái ống ổng đi. Đổ ở dưới này làm đây. Lên đây em ơi, đổ dưới an toàn không? Ok, đưa vô đây. Bẻ xuôi nhảy ra hết. Nè. Nó ấn tượng lúc này quá trời vậy ta. Ngày nào cũng thấy công chính ra ấn tượng hết trơn. Cường kìa. Cường à. Cường mới đến ngang nữa đi. Cường. Rồi. Đậu bên kia. Đổ mẹ luôn đi, đến thôi nó chết. Chết đổi. Kìa bà đổ lại đi, đúng rồi chết tội. Là đi chết nó có ngập nước không chết nó. Video tại đây. Giờ cũng sắp chuyển mưa rồi, thôi anh em thiệt mình hết về đây. Rồi chào tất cả các bạn.